từ ba chủ đề được trình bày gần đây, chúng ta đã nói khá cơ bản về các enzyme, đặc biệt chú trọng về các enzyme ở trong thực vật. Ở đây chúng ta sẽ đề cập về một số enzyme khá quan trọng và phổ biến khác và việc ứng dụng sử dụng của chúng trong một số lĩnh vực công nghiệp cũng như sử dụng trong đời sống. Đầu tiên nói về việc sử dụng của các enzyme trong kỹ nghệ, đầu tiên cần phải nói đến việc sử dụng đối với enzyme amila ở trong công nghiệp dệt. Trong lĩnh vực này, enzyme amila sẽ được sử dụng để loại bỏ các thành phần tinh bột có trong sợi vải trước giai đoạn đem vải đi nhuộm. Đó là một bước trung gian quan trọng trong quá trình tạo ra vải thành phẩm. Nhóm các enzyme được sử dụng rộng rãi trong các công nghiệp khác là các enzyme phân giải protein. Đầu tiên là đối với công nghiệp thuộc da thì việc sử dụng các enzyme phân giải protein sẽ giúp để phân giải collagen, phân giải các mô liên kết và các thành phần protein dư thừa ở trong da nguyên liệu. Đây là một bước trung gian quan trọng trong quá trình thuộc da và sản xuất da thành phẩm. Các enzyme phân giải protein cũng được sử dụng nhiều ở trong công nghệ sản xuất các chất tẩy rửa. Ở đó, các enzyme, đặc biệt là enzyme alkala được sử dụng rộng rãi trong chất tẩy rửa để loại bỏ các chất bẩn dính ở trong quần áo. Một nhóm enzyme khác được sử dụng trong công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp giấy, đó là các enzyme endosilana. Trong quá trình sản xuất giấy, người ta sẽ sử dụng enzyme endosilana để loại bỏ phức hợp giữa xylan với lignin từ giấy nguyên liệu. Việc loại bỏ xylan khỏi phức hợp lignocellulo là một bước quan trọng trong quá trình chế biến sản xuất giấy. Trong công nghiệp cũng sử dụng các enzyme tự nhiên có sẵn ở một số nguồn động và thực vật để phục vụ cho công nghiệp chế biến thịt. Trong đó, các nguồn enzyme từ thực vật như enzyme papain từ đu đủ, enzyme bromelain từ dứa hoặc các enzyme pepsin và trypsin từ nguồn động vật. Các enzyme này xử lý trong quá trình chế biến thịt sẽ giúp làm mềm thịt do chúng có khả năng phân giải các cầu nối peptide trong thịt làm cho thịt trở nên mềm hơn. Trong công nghệ chế biến thực phẩm, việc chế biến format, người ta cũng sử dụng một số enzyme, trong đó các enzyme renin sẽ dùng để chuyển hóa canxi casein ở trong sữa và các enzyme lipa sẽ được dùng để phân giải các chất béo có trong sữa hình thành ra các phân đoạn ngắn có hương thơm, do đó giúp để cải thiện hương vị của format. Đối với các nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc thực vật thì việc sử dụng các enzyme pectina sẽ giúp cho việc thủy phân các thành phần pectin có trong nước ép trái cây và nước ép nho trong quá trình chế biến rượu vang. Enzyme pectina sẽ giúp để làm cho nước ép trái cây và rượu vang được trong hơn. Đối với công nghiệp sản xuất, các loại nước uống khác cũng được ứng dụng đối với enzyme glucoisomera với công dụng chuyển hóa tinh bột bắp thủy phân thành sản phẩm siro dầu fructose. Việc sử dụng các enzyme cố định trong công nghiệp hiện nay cũng sử dụng nhiều nhóm enzyme oxy hóa là L-amino acid oxida. Đây là những enzyme được sử dụng trong quá trình sản xuất ra các amino acid. Việc sử dụng enzyme peroxyhydrogena cũng được ứng dụng trong sản xuất loại dược phẩm prednisolone có công dụng trong hạn chế viêm nhiễm và dị ứng. Các enzyme ribonuclea là các enzyme phân giải acid nucleic cũng được sử dụng trong việc sản xuất các nucleotide. Việc sử dụng các enzyme invertase được ứng dụng trong việc chuyển hóa đường saccharose thành đường gluco và đường fructose. Các enzyme cũng được ứng dụng rộng rãi trong trị liệu, ví dụ như việc sử dụng các enzyme tricheptokina và urokina trong việc loại bỏ máu đông ở trong não hoặc trong động mạch. Việc sử dụng enzyme thrombin được ứng dụng trong việc hạn chế chảy máu trong phẫu thuật và trong quá trình nhổ răng. Việc sử dụng các enzyme asparagina trong điều trị bệnh bạch cầu thông qua việc làm hạn chế hàm lượng asparagin ở trong huyết tương. Việc sử dụng các enzyme thông dụng gồm amylase, lipa và enzyme protease được sử dụng trong việc điều trị các rối loạn tiêu hóa. Các enzyme từ thực vật như papain từ đu đủ hoặc fixin từ nhựa sung được dùng để tẩy giun cho người và động vật. Loại enzyme tiết ra từ thận là resin được sử dụng để điều trị đối với bệnh cao huyết áp. Các enzyme cũng được sử dụng rộng rãi như công cụ nghiên cứu thí nghiệm, bao gồm việc ứng dụng các enzyme cắt giới hạn, tức là các enzyme restriction endonuclear sử dụng để cắt đặc thù các đoạn mạch DNA là những công cụ cần thiết trong các kỹ thuật tái tổ hợp di truyền và kỹ thuật chỉ thị phân tử. Việc ứng dụng enzyme terminal nucleotidin transferase nhờ công dụng bổ sung các đuôi polymer vào đầu của sợi DNA cũng được ứng dụng trong công nghệ tái tổ hợp di truyền. Ngoài ra, các enzyme ligase, enzyme DNA polymerase, các enzyme alkaline phosphatase cũng được sử dụng rộng rãi trong công nghệ di truyền. Riêng enzyme tổng hợp DNA chịu nhiệt là tắc DNA polymerase từ loài vi khuẩn Thermus aquaticus là một enzyme được sử dụng rộng trong kỹ thuật nhân bản di truyền, tức kỹ thuật PCR. Các enzyme như DNA polymerase, APRA và luciferase liên quan đến quá trình tổng hợp DNA và quá trình kết gắn huỳnh quang được sử dụng rộng rãi phục vụ cho công nghệ giải trình tự di truyền. Riêng các enzyme alkaline phosphatase, tức enzyme phosphatase trong điều kiện kiềm, và enzyme peroxida được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật chẩn đoán trên cơ sở miễn dịch. Đây là các enzyme được sử dụng kết hợp với các kháng thể áp dụng trong kỹ thuật chẩn đoán nhanh, còn được gọi là kỹ thuật ELISA. Một số enzyme được sử dụng như là các chất chỉ thị nhận diện đối với một số loại bệnh đặc biệt, ví dụ như khi hàm lượng gia tăng đối với enzyme alpha glutamine transpeptida là dấu hiệu của bệnh nghiện rượu, sự gia tăng của enzyme 5' nucleaside là dấu hiệu của bệnh viêm gan, sự gia tăng đối với
với enzyme lactate dehydrogenase là dấu hiệu đối với khả năng tiềm ẩn nhồi máu cơ tim và bệnh về gan. Sự gia tăng đối với enzyme acid phosphatase là dấu hiệu đối với bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Sự gia tăng đối với enzyme alkaline phosphatase là dấu hiệu đối với bệnh còi xương và bệnh vàng da. Trong khi đó, dấu hiệu giảm hàm lượng enzyme amylase là dấu hiệu đối với việc suy giảm chức năng gan, hoặc sự suy giảm đối với enzyme pseudocholinesterase là dấu hiệu của bệnh viêm gan do virus cũng như khả năng liên quan đến bệnh ung thư gan. Đối với kỹ thuật chẩn đoán, các enzyme peroxidase, glucoxidase là những enzyme được sử dụng rộng rãi trong việc xác định hàm lượng gluco trong máu. Đối với các chẩn đoán về môi trường, các enzyme tyrosin hóa, đặc biệt là việc sử dụng các enzyme từ nhóm vi khuẩn Pseudomonas có công dụng để phân giải các hợp chất tẩy rửa có độ độc cao, phân giải một số loại plastic và các hóa chất độc hại bao gồm các thành phần như benzen, toluen, xylen và một số độc chất môi trường khác. Trên đây là một số công dụng chúng ta thấy sự tham gia của các enzyme vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ vấn đề sản xuất đến y tế và môi trường. Các nội dung bổ sung này sẽ giúp cho chúng ta nắm được một cách rộng rãi hơn về công dụng của các enzyme trong đời sống.